Xin chào các bạn, xin chào anh em, các bác yêu thích và đam mê xe độ nha. Đây là một siêu phẩm xe độ 6 máy mang cho mình một khối động cơ của Hyundai nha quý vị. Quý vị, lốp này còn mới nha. Cho các bác nhìn tổng thể luôn. Đây. Đấy. Xe này size 2 bình Aqui nha quý vị. Khung gầm phải nói là chật dã man luôn. Không thể nào tưởng tượng là có xe đẹp như thế này. Bây giờ mình sẽ đo bằng găng tay khung sườn xe độ này nha. Đây, tầm 22 hay là 24 gì đấy. Quá là hầm hố như quẻ vật luôn. Đây là tời nha, tời Uran nha. Hầm hố khung quý vị. Đây, tổng thể chi tiết máy nha. Đấy, đây là ống xả. Đây là bộ phận quạt tản nhiệt. Bắt đầu nhìn sang trái. Đây là phần ghế của tài xế và hộp số nha. Giờ là phần khởi động động cơ, cho các bác nghe tiếng gầm của xe 6 máy này nhé. Nghe âm thanh này quá là đã tải, như con hổ đang gầm gừ trước con mồi nhỉ quý vị. Rõ rõ về. Âm âm ồn ồn lệ. Bắt đầu đi nè. Đấy, mạnh chưa? Đấy, đấy, đấy. Cung bài. Xe này quá chất như nước cất phải không quý vị? Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ xem hết video này nhé các bạn.